Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tin tưởng vào quan hệ với Việt Nam. Sáng ngày 10 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà tiếp Tổng giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher đang có chuyến thăm Việt Nam. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà cho biết, Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, với 16 tôn giáo, 36 tổ chức tôn giáo, khoảng 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số. Trong đó tín đồ Công giáo là 7 triệu người. Các tôn giáo và tín đồ tôn giáo đoàn kết gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay. Tín đồ công giáo tại Việt Nam đã phát huy được truyền thống, những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong xu thế hiện nay. Những năm qua, khi cả thế giới, trong đó có Việt Nam phải đối mặt với đại dịch Covid-19, các chức sắc, tín đồ tôn giáo trong đó có công giáo đã đồng hành cùng dân tộc, tập trung phòng chống đại dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế. Sự chung sức chung lòng về tinh thần, vật chất đã góp phần đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, khôi phục kinh tế xã hội. Đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam Tòa thánh thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm, tiếp xúc lãnh đạo cấp cao, nhất là việc hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà khẳng định, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với Hội đồng Giám mục Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam hoạt động và thực hiện các trọng trách tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị các linh mục, chức sắc tôn giáo phát huy hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế trên nền tảng sẵn có của các giáo phận, giáo xứ. Chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam là xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là giáo dục y tế, thông qua đó phát huy những giá trị tốt đẹp nhất của các tôn giáo, trong đó có Công giáo Việt Nam. Tổng Giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Paul Richard Gallagher bày tỏ vui mừng chứng kiến giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tin tưởng cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước Việt Nam. Đồng thời, hy vọng với sự hiện diện của đại diện thường trú đầu tiên của Tòa thánh tại Việt Nam, mối quan hệ giữa Tòa thánh và Việt Nam tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.